Hôm nay là chuyển về đây rồi nhưng mà thấy gia đình thấy rất ưng và nó xứng đáng với cái đồng tiền mình bỏ ra, cái đồ nó chất lượng. Đồ gỗ Thành Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay Đồ gỗ Thành Luân tôi đang có mặt tại gia đình nhà chú Du, cô Hằng ở tại Bình Dương, Gia Bình, Bắc Linh, và bàn giao cho gia đình nhà cô chú một bộ nội thất phòng khách. Đấy, trên màn hình khách đang thấy đây là bộ bàn ghế hoàng gia tân cổ điển gồm có 10 món hàng siêu khủng mang thương hiệu của Đồ gỗ Thành Luân, và những ngày này là những ngày giáp Tết. Đấy, hôm nay là 25 tháng Chạp năm 2021 và chuẩn bị bước sang năm mới 2022. Và Thành Luân vừa bàn giao cho gia đình nhà cô chú một bộ nội thất phòng khách gồm bộ bàn ghế này, kệ tivi và đồng hồ gỗ mun, siêu phẩm được Đồ gỗ Thành Luân tôi vừa bàn giao cho gia đình nhà cô chú. Và sau đây, trước khi đi vào đường nét chi tiết thì Thành Luân chúng tôi sẽ tiến lại gần với chú Du là chủ nhà. Đấy, thì hôm nay Luân xin chú một chút Xin ý chào. kiến về cái sản phẩm của Đồ gỗ Thành Luân chúng cháu bàn giao cho cô chú được không ạ? Hôm nay bọn cháu rất vui được gia đình đón tiếp nồng nhiệt, thì hôm nay bọn cháu bàn giao cho gia đình cô chú một sản phẩm nội thất phòng khách, bộ bàn ghế và kệ tivi đồng hồ. Thì chú cho cháu xin một chút cảm nhận về cái sản phẩm mà chúng cháu vừa bàn giao cho cô chú được không ạ? Rồi. Nói chung là cũng qua thông tin anh em bạn bè là giới thiệu đồ gỗ Thành Luân là uy tín chất lượng. Thì mình đến tận nơi là cơ sở thăm sản xuất rồi thì nhìn thấy mắt thấy tai nghe những cái sản phẩm của Thành Luân sản xuất nên là cũng ưng nên là cũng đặt. Nên là hôm nay là chuyển về đây rồi nhưng mà thấy gia đình thấy rất ưng và nó xứng đáng với cái đồng tiền mình bỏ ra, cái đồ nó chất lượng. Thế cũng xin giới thiệu là cũng ai nếu mà muốn cái đồ đẹp thì phải đến Thành Luân đặt hàng thì theo yêu cầu. Dạ vâng, thì cháu thay mặt Đồ gỗ Thành Luân cháu xin trân trọng cảm ơn chú, và thay mặt gia đình Thành Luân cháu xin kính chúc cô chú và gia đình luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc và sang năm mới an khang thịnh vượng vạn sự như ý, và trân trọng cảm ơn chú ạ. Cũng năm mới cũng chúc cơ sở đồ gỗ Thành Luân đặt được nhiều món hàng mới và cả năm phát triển thịnh vượng vạn sự như ý. Dạ, cháu cảm ơn cô chú ạ. Vâng, cháu xin trân trọng cảm ơn. Vâng, cô chú nước. Vâng, và sau đây Thành Luân sẽ cùng với khách đi vào tham quan một vòng xung quanh bộ nội thất của gia đình. Thì đầu tiên tôi giới thiệu trước tiên là cây đồng hồ gỗ mun. Cây đồng hồ gỗ mun đây là hàng siêu đỉnh cao đẳng cấp của Thành Luân tôi. Và toàn bộ quý khách đang thấy trên màn hình đây là gỗ mun được chọn vân 100%, chọn vân đỉnh cao đẳng cấp và vân gỗ tự nhiên, hoàn toàn là vân gỗ tự nhiên, không bán vân, không vẽ vân. Đấy, và hàng tôi làm khác biệt so với cái hàng thông thường trên thị trường rất chi là nhiều. Đấy, về các cái đặc tính khác biệt so với hàng thị trường thì chúng tôi cũng đã giới thiệu với chú Du là chủ gia đình rồi. Thì quý khách muốn thông tin chi tiết hơn thì hãy liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại 0967 110389 và số dưới đây. Và tiếp theo nữa đây là chiếc kệ tivi. Chiếc kệ tivi này là kệ lui, kệ này là kệ bố kệ lui. Đấy, có kích thước là 26, hàng làm dày dặn với hàng thông thường rất chi là nhiều. Đấy, rất chi là dày và để không gian của gia đình rất chi đẹp, và quý khách hãy cùng theo dõi tiếp theo. Chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết hơn về sản phẩm. Chiếc kệ tivi này, tivi của gia đình. Chiếc kệ 26 này đang được trưng bày cùng với chiếc kệ tivi, với chiếc tivi của gia đình 85 inch. Đấy, rất chi là đẹp và đỉnh cao. Đấy, nội thất của đồ gỗ Thành Luân tôi luôn mang lại một cái sự sang trọng và lịch sự. Đấy, và tôn vinh lên cái vẻ đẹp phòng khách của gia đình rất chi là nhiều. Đấy, mọi thông tin chi tiết quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại 0967 110389 hoặc 0972 770 888. Và quý khách có thể truy cập website đồ gỗ thành luân.vn để theo dõi các siêu phẩm đồ gỗ thành luân.vn, hoặc lên fanpage Facebook Đồ gỗ Thành Luân có tích xanh. Đấy, cái page Đồ gỗ Thành Luân chúng tôi có tích xanh, và trên kênh YouTube Đồ gỗ Thành Luân với cái lượng follow lên đến 80.000 lượt follow. Đấy,
quý khách đang xem ở đây là mặt sau của bộ bàn ghế Hoàng gia Tân Cổ Điển mà Thành Luân chúng tôi bàn giao cho gia đình nhà chú Du ở Bình Dương, Gia Bình, Bắc Linh. Bình Dương, Gia Bình, Bắc Linh. Vâng, trên mình quý khách đang thấy là cô Hằng cũng là cô chủ nhà. Đấy, siêu phẩm mang thương hiệu của Thành Luân tôi rất chi đẹp. Tôi sẽ zoom lại để lấy không gian toàn cảnh của gia đình. Đấy, khi chúng tôi zoom lại máy quay tổng thể gia đình đây thì là cái độ phân giải nó sẽ bị giảm đi một chút nên là quý khách thông cảm. Rất đỉnh cao. Cô không còn điện là cô bật hết lên cho con. Đấy. Vừa lấy hơi thiếu một chút điện, bây giờ điện lên rất chi là đẹp. Cây đồng hồ này, cây vào cái vị trí này nó quá đẹp luôn, cực kỳ là đẹp. Đó. Bây giờ đang là 13:30. Mỗi một lần cây đồng hồ rung chuông, cảm thấy cái tiếng chuông nó ấm áp như tiếng chuông nhà thờ, rất chi là hay. Hay gia đình nhà chú có cái không phòng khách này có cái hai tấm đá này cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, và rất quý hiếm cái tấm đá này. Kệ tivi. Siêu phẩm mang thương hiệu của đồ gỗ Thành Luân. Quý khách có nhu cầu về các sản phẩm trên vui lòng về trực tiếp tại cơ sở của đồ gỗ Thành Luân chúng tôi. Thành Luân chúng tôi tọa lạc tại hai cơ sở. Cơ sở 1 ở xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cơ sở 2 ở số nhà 71 và 73 phố Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Thành Luân chuyên nhận đặt hàng theo yêu cầu về mẫu mã, kích thước và loại gỗ. Cơ sở Thành Luân chúng tôi là luôn mang lại cái vẻ đẹp khác biệt so với các cái hàng thông thường trên thị trường. Đấy. Các sản phẩm mà quý khách đang thấy trên màn hình chúng tôi vừa bàn giao cho gia đình nhà chú Du là toàn bộ các sản phẩm được phun BU trần nguyên bản màu gỗ. Đấy. Không bán màu, không mông má. Đấy. Không tạo màu, không tạo vân giả. Đấy. Đặc biệt là cái bộ bàn ghế này, gỗ này nó cực kỳ là lớn. Đấy. Để làm được bộ bàn ghế này chúng tôi phải tuyển gỗ nó cực kỳ là to. Đấy, bản rộng và dày. Đấy, mà mỗi một lần chúng tôi xẻ gỗ ra, có khi mua một cả cây gỗ ra thì là không thể nào được lành nặn được hết. Nhưng mà Thành Luân dùng tôi là một phương châm mang đến cho khách hàng cái sản phẩm nó phải đặc biệt, nó đỉnh cao. Nên chúng tôi chọn các cây gỗ này không tì vết. Đấy, không tì vết luôn. Cả bộ ghế không nhìn thấy một chỗ nào là mông má hay là bắn màu hay vẽ tạo màu gì cả. Đấy, mà hoàn toàn là màu gỗ tự nhiên 100%. Đấy. Chú Du là ở tại tỉnh Bắc Linh. Bắc Linh cũng có rất nhiều cái lôi là nuôi dưỡng rất nhiều các làng nghề mộc. Nhưng mà chú đã tin tưởng về cơ sở của đồ gỗ Thành Luân. Thay mặt Thành Luân xin trân trọng cảm ơn chú một lần nữa. Đặc biệt là cái đồng hồ của chúng tôi này. Cái đồng hồ này 100% là vân gỗ tự nhiên. Không bắn vân, không dặm vân. Đấy. Và toàn bộ là hàng liền. Đấy. Về kỹ thuật và đường nét thì chúng tôi cũng đã giới thiệu để chú Du thấy được rồi. Cái hoa văn quá đẹp và đỉnh cao. Vâng, một lần nữa thay mặt đồ gỗ Thành Luân xin trân trọng cảm ơn gia đình cô chú Du và cô Hằng và đại gia đình. Và thay mặt Thành Luân xin kính chúc đại gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, luôn luôn tràn đầy năng lượng để gặt hái được nhiều thành quả và chuẩn bị bước sang năm mới 2022. Thành Luân xin kính chúc đại gia đình an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúng tôi xin tạm dừng cái video clip tại đây và xin chào hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo. Mọi người đóng góp ý kiến bằng cách comment bình luận dưới video clip dưới này. Chúng tôi luôn luôn lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp của quý khách hàng để cho ra mắt nhiều sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao hơn. Xin trân trọng cảm ơn.